Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi câu lươn mọi người. Thì hôm nay đi câu lươn thì có tất cả 6 người đây này. Có hai bạn này đang bắt đầu câu lươn đây. Hôm nay thì 6 người đi cơ. Đây này. Anh ấy đã khu này đang câu rồi. Hôm nay sang tận nhà 6 người mọi người. Thì bây giờ em bắt đầu đi câu nhé. Thì em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi câu nhé. Hy vọng là hôm nay sẽ gặp nhiều lươn to để quay cho mọi người xem. Khu này rất y là đẹp, toàn vương máng luôn mọi người. Thì tí nữa gặp nỗi em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Kêu mọi người một người nữa đi. Đấy, mọi người thấy. Đấy, lại tương tả gì nữa kìa. Rất nhanh, bọt rồi anh. Bọt rồi. Bọt rồi. Đấy, kì, đã lỗ đấy. Đánh dấu rồi nha, câu được đánh dấu rồi nha. Câu lại câu nhầm đấy. Phía đây em có tìm được một hang nương. Cố đánh nhé mọi người. Nước lên rồi mọi người. Đấy. Cắn không? Ô, cắn sượt luôn mọi người. Cắn không? Cắn hết mồi mọi người. Không biết có to không. Ui con này to đấy mọi người. Ôi tôi tầm cắn rất khôn. Ôi. Chắc dính rồi mọi người. Ôi. Này đẹp mọi người. Con này cũng khá là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi người. Hôm nay em sang Thanh Hà thì gặp thêm một chú cao thú nữa. Đấy. Chú này câu đỉnh lắm. Đây. Chú này ở bên Thanh Hà đấy. Hôm nay mới gặp gọi là chú nhìn đã biết là cao thú rồi. Đã được chú được hơn hơn cân rồi. Mình chắc chỉ được cân thôi. Vâng. Chú có bắt được bằng tay không? Có bắt được lươn bằng tay không? Có nên là nhìn thấy nỗ bắt đấy. Không. Không có chỗ quan đãi để cái đúng một trường đúng một giống nhựa. Thì nhựa. Chim có rất nhiều. Nằm mạng thì... bên đây bên thế khu bên đây bắt rồi. Đâu chưa? Anh mới già, anh già cái đấy nhống thì nhìn bọn mình ghét lắm. Hôm nay thường lặng yên nhưng mọi lần bà lần đêm nói. Thế. Anh già. Đỗ bọt ở đây cứ mãi với cắn thì phải sau lấy nuôi mãi. Bỏ đầu đi. Chú ấy đi sau mình chắc chỉ tầm 10 phút thôi. Cũng phải được cân rưỡi đấy. Cũng là thuộc đội sát thú ấy. Sát thú Thanh Hà. Dưới đây em có tìm thấy một hai lươn này mọi người. Khá là đẹp. Cắn rồi mọi người. Có nhãn nhỉ. Ui, bé mọi người. Bé tháng. Đây, nó bé lắm. Trứng to mọi người. Bé quá. Dưới đây em có tìm thấy một hai lươn này. Đây. Cắn mọi người. Ô đúng. Quả chắc vẫn cắn mọi người. Khô thế. Cắn khô này mọi người. Cung rộng mọi người. Em đi tìm các hút khác cho mọi người xem nhé. Không thì to lắm. Đây em còn tìm thêm một hai lươn này. Đấy. Ok, nặng em. Những cái to, nỗ thì rộng phết em ạ.
Có lươn rồi mọi người. Cắn rồi mọi người. Ui, to không nhỉ? Ui, to. Ui, cũng được mọi người. Nuôi sừng sọc nó đẹp. Giờ em sẽ đi tìm các nước khác cho mọi người xem nhé. Chỗ này hình như có ai câu rồi mọi người. Vừa mới câu xong. Dưới đây em có tìm thấy một hang lươn. Chỗ này cũng khá là rộng mọi người. Thở đi mọi người. Cắn rồi. À, con này rộng. Con này rộng mọi người. Rộng thôi, chứ không được to. Nó rất đẹp mà không to mọi người. Đừng bé lắm. Không phải là con to ra. Nó rất y là đẹp mọi người. Mọi người, giờ em bắt đầu đi về luôn rồi. Hôm nay thì em đi câu thì nói chung là không được nhiều mọi người. Giờ em bắt đầu bây giờ lên xe để đi về. Thì từ đây về nhà em thì cũng phải mất tầm 1 tiếng. Thì về tới nhà em sẽ cân cho mọi người xem. Thì hôm nay em cũng không được, chắc cũng được cân mọi người, cân hơn cân. Nhưng hôm nay em được một con răng phải tầm 3 nặng. Hôm đấy thì em phải dùng cái mạng quay, đặt máy quay lâu quá em lại không quay nữa. Đến lúc nó ngóc đầu lên thì mạng thì lúc đấy em không quay cho mọi người xem. Thì
thì tí về em sẽ quay cho mọi người xem cái con đấy. Đấy đấy, đấy. Trong này kìa. Rau gì? Rau gì đưa cho ông, đưa ông cầm mai nó mưa. Rau thơm hay rau gì? Ông chắc bà ngoại gì? Cây giấy. Hôm nay không được mọi người. Không được. Này chắc chỉ được cân hơn cân tí. Đó là thau. Trinh dạ dày. Chán thùng rồi. Chán thùng rồi, xong lại à túi vàng đâu rồi, không mang túi vàng. Hồi hôm nay để cân rưỡi. Vì còn cân tư. Chắc để cân tư. Rồi. Bỏ ra cái thùng, à bỏ ra cái thau xong rồi lấy cái thùng. Lấy cái thùng đấy. À cái thùng con nướn kìa, hai con nướn kìa. Hai con nướn ở cái xe, đà, xe ba gác kìa. Đâu? Có đâu? Vào ông đảo cái nồi thịt đi. Đâu? Cho gừng vào cái thịt, cho gừng xào chứ còn tốt cái gì. Trông như kiểu thịt chó. Cái kìa, ấy nước vào kìa. Cho nước vào, à, chả con kia to đi. Này, con kia mà mai mùng 2 nó lấy 2 cân đây. Còn to. Mai bán được một con đấy thôi. Nước thôi. Lấy bé rồi. À, cụ, hôm nay cô ấy, cô Kiên bảo có một nguyên bé, ông ấy nó quay nên nhiều nguyên bé. Không có đâu, con năm nặng hôm qua, hôm xưa bán rồi. Bán cho bọn đấy, nên con đấy, nên gọi được 12. Vâng ạ. Là lạ. Vâng ạ. Nặng nhất rồi. Đây. Buộc và đàng hoàng thì nó buộc chặt rồi thì nó mới không ấy thì chết thì cứ bán rồi rồi cái cân rồi rồi thì chết. À, vâng ạ. Nặng như khiên không tươi tí nào. Vâng ạ. Ăn con này mới sướng. Con này chắc hơn này. Chỗ này chưa đủ hôm nay cho nhà tiêu. Tiêu thì tiêu tiền của bà đẻ, tiêu thì tiền nãy. Trông kìa nó đang nghe kìa. Trông mắt kìa. Cân rưỡi. Chưa đủ bình ga. Cân rưỡi cả ngày mọi người. Đấy, cần rưỡi cả ngày hôm nay. Thì mình xin phép dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thích video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Mình chào tất cả mọi người.